Xin chào các bạn, hôm nay mình đi lại nhà mẹ chồng mình để làm vườn, là cắt những cái hàng cây này nè các bạn. Đó, năm nào mình cũng lại với chồng mình tiếp, mẹ chồng mình cắt cái hàng cây này hết. Vì nhà mẹ chồng mình sống có một mình rồi, cho nên không có ai phụ, nên chỉ có hai vợ chồng mình lại tiếp phụ. Đó, bây giờ thì sẽ cắt hết cái khu này và cái khu hàng rào ở phía ra tới ngoài sau vườn luôn các bạn. Đó, các bạn thấy nguyên khu dài ha, cắt dài mị ra tới vườn. Thì trước khi lại thì mẹ chồng mình cũng có cắt một ít rồi nè. Đó, cây chở đi lại những nơi bãi bãi rác để đổ những cái hàng cây xanh các bạn. Đó, cái cây bên kia, cái hoa nó rất là đẹp mà mẹ chồng mình cắt uổng, nhưng mà để cho nó thoáng, nó ánh sáng nhiều hơn. Đó, ở đây thì cũng có nguyên cái hàng cây ra phía sau vườn luôn, hai bên luôn các bạn. Mình đi ra sau vườn để mình cắt như dạng như uống cho nó đẹp lại nguyên cái hàng rào, nó sát lại. Đây đó, cái thông rồi, cái thông nhà mẹ chồng mình. Lại mình cho các bạn xem cái cây Migapen, có nghĩa là giống như trái mận vậy các bạn, Queen, nhưng mà nó nhỏ xíu à. Nhưng mà mẹ chồng mình hồi lúc trước, 2 năm trước đó, là cái cây nó quằn sát đất luôn, trái rất là nhiều, mà mẹ chồng mình tỉa bớt thôi, tại vì nó tùm quá nên 2 năm nay không cho trái luôn các bạn. Thì nhánh nó còn non á cho nên không cho trái. Ở đây thì có được vài trái rồi, nhánh này được vài trái, năm nay ra được vài trái nè, chứ mọi năm là ăn không hết, đem đi dục phía trước đường không á. Đó, trái nhỏ vậy đó. Wow, coupé. Tu veux que je passe chercher des baguettes ou... Nicolas, qu'est-ce que tu veux manger à midi? Que tu veux. Non, je sais pas. Sofiane, elle a fait les courses. Comment? Maman, elle irait pas chercher les courgettes par-ci qui a chez nous pour les finir? Ça va, il n'y a pas à faire. Oh, il y a encore un clan. Un clan couplé là, hein, aussi. Hein. Comment? Non? Plus petit? Ben oui, ça serait mieux, hein, pour la remorque, non? Parce que bon, il y a. Si j'ai Jean-Paul, par vrai, c'est pour Jean-Louis. Parce que dans ce cas-là, il y a tout le fromage que j'ai acheté à la maison, ça serait bête de le prendre aussi, peut-être. Car il ne faut pas aller chercher encore à la maison. Je vais chez ma mère, moi, hein, parce que c'est belle. Hein. Vous allez avec les mandarins ou pas? Pour dire bonjour à mes mères. Moi, j'ai peur quand ils sont là, Michelin. Hein. Allez, faites le tour alors. On ne joue pas là parce que s'ils tombent, le Kélian. Voilà, c'est bien.
Này, nhà mẹ chồng mình có cây này nè. Năm ngoái mình có quay cho các bạn xem. Cây này là kêu là cây gô dây. Cây là nhiều người kêu tên là cây hạt chữ ngọc quá các bạn. Nhìn nó giống như hạt ngọc vậy đó. Nhưng mà nó có vị chua nha. Người Việt mình hay hái này để lắc với muối ớt các bạn ăn rất ngon. Tại vì nó có vị chua. Hoặc là người Tây họ lấy làm mứt thôi chứ không ăn được như trái cây bình thường. Đó, ông xã mình cắt gần hết xong rồi nè các bạn. Chỉ cắt ở phía trên xung quanh hết luôn. Nóng quá. Nhà mẹ chồng mình bự, cái vườn bự nhưng mà cực lắm các bạn. Hàng năm là phải cắt những cái này đi. Nó sẽ bị khô héo cằn cỗi nè. Đó. Mấy cái này phải cắt đi và đem đi dẹp bãi rác nè. Rồi mấy cái bao nó đâu có chục cái bao thứ gì đó các bạn, dài tới sao còn nữa, phải cực vậy đó, sống một mình nữa. Đó. Chồng mình cắt cái này, mình thì mình đem những cái cây này bỏ lên trên chiếc xe này để đem đến bãi rác đổ các bạn. Hôm nay thì nó không có mở cửa, ở chỗ bãi rác họ không mở cửa cho nên phải đợi qua ngày hôm sau. Đó. kinh dị không, khủng khiếp quá trời cây luôn. Hai chồng mình làm cả ngày. Xong rồi các bạn, cắt xong hết rồi. Bây giờ chỉ đưa cây lên trên cái chiếc xe, xong rồi đi về nhà đợi ngày mai người ta mở cửa mới đi đổ được các bạn. Giờ mình ngồi mình thở. Bây giờ chồng mình đi lấy cái cọng dây để mà buộc hai bên để cho nó chắc lại nè. Chồng mình buộc, mình ngồi mình thở. Này cầu khoảng combien voyage sang voyage. Bao nhiêu? Oui. Năm chuyến xe như thế này các bạn phải chở mới hết. Đó, đuối. Bye bye. Bye bye.